Bích Liên xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả khắp nơi trên toàn thế giới. Chào mừng quý vị đến với chương trình làm đẹp của hệ thống công ty dược mỹ phẩm Etypinset. Thưa quý vị, ngày hôm nay Bích Liên không đến quý vị làm đẹp bởi sản phẩm Etypinset nữa, mà Bích Liên xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm rất đặc biệt dành cho phái nữ của chúng ta mà hàng ngàn người đã chờ đợi. Và trong những tháng qua, Bích Liên đã được nghe thấy rất là nhiều khách hàng Bích Liên đã dùng qua và đã khen ngợi là sản phẩm giúp rất nhiều sức khỏe và mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ chúng ta. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên rất là vui xin được giới thiệu đến quý vị Astro Balance. Astro Balance dành cho người phụ nữ chúng ta. Thưa quý vị, sản phẩm này đã được Bộ Y tế công nhận là sản phẩm hàng đầu, được FDA approve và công nhận là sản phẩm an toàn cho sức khỏe cũng như người tiêu dùng. Vâng, thưa quý vị đã biết đến cái tên là Astro Balance trong những năm vừa qua. Một sản phẩm mà đứng đầu trên thị trường mang lại cái sự tự tin cho người phụ nữ sau những cái ngày mà mệt nhọc. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là những người phụ nữ đang trong cái chương trình tiền mãn kinh. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay Bích Liên rất là vui được giới thiệu đến quý vị nhiều chi tiết hơn nữa để quý vị an tường hơn Astro Balance giúp được gì cho người phụ nữ chúng ta. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua đó, Bích Liên đã có nghe rất là nhiều quý vị đã giới thiệu và đã hài lòng cho sản phẩm này. Nhưng trong những lần trước đây, Bích Liên giới thiệu bao gồm những sản phẩm dược thảo của hệ thống công ty Efficient đã cho ra đời. Tuy nhiên ngày hôm nay Bích Liên muốn có cơ hội này để giới thiệu từng sản phẩm một để quý vị biết rõ hơn và quý vị tự tin hơn khi quý vị dùng nó. Thưa quý vị, Astro Balance là một trong những sản phẩm hoàn toàn bằng dược thảo. Hàng ngàn người đã khen ngợi và Bích Liên cũng là một trong những người đã dùng hơn một năm qua, đã mang lại cho Bích Liên cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy trong cơ thể của mình lúc nào cũng có nhiều energy để Bích Liên có thể làm việc trong những công việc mà quý vị thấy rất là bề bộn, phải không thưa quý vị? Cho nên Bích Liên rất là vui được những người khách hàng ở xa đã dùng, không chỉ người Việt của chúng ta không đâu thưa quý vị, mà những người ngoại quốc, người Việt của chúng ta giới thiệu cho những người làm việc, những người co-worker của mình, cho nên những người ngoại quốc đó đã dùng đến và đã khen ngợi. Ngày hôm nay Bích Liên rất vui xin được giới thiệu đến quý vị Astro Balance, một sản phẩm được hệ thống công ty EV Concept độc quyền phân phối đến tất cả người phụ nữ chúng ta. Vâng, thưa quý vị, nếu như mà quý vị đang xem đài, quý vị có một trong những triệu chứng sau đây thì quý vị hãy nên dùng Astro Balance. Chẳng hạn như cái triệu chứng mà quý vị thấy, quý vị bắt đầu thay đổi trong cơ thể của mình, quý vị cảm thấy mệt mỏi nè, quý vị cảm thấy chán chường, quý vị bồn chồn, quý vị bực bội, nóng bức lắm, đó là cái tình trạng. Hoặc là quý vị cảm thấy quý vị có triệu chứng rụng tóc, đó là một cái triệu chứng rất là quan trọng đối với người phụ nữ của chúng ta. Chẳng hạn như những người khác người ta đang nóng, mình lạnh, người ta lạnh, mình nóng, rồi có những lúc quý vị ngủ đó, quý vị tự nhiên là quý vị toát mồ hôi kể cả ban ngày và ban đêm, và quý vị tánh tình rất là cấu, khi mà người ta đang vui với mình tự nhiên mình bực bội lên, hoặc là người ta đang bực thì mình lại vui, đó là cũng một trong cái sự thay đổi nội tạng của người phụ nữ. Cho nên quý vị nên dùng sản phẩm này trong cái thời kỳ mà tiền mãn kinh, hoặc là quý vị nào kinh nguyệt không có đều á thì quý vị cũng nên dùng nó, bởi vì trong nội tạng của mình đã không được đầy đủ cho nên mình phải dùng cái Astro Balance này để quý vị có cái cơ thể khỏe mạnh hơn. Và đặc biệt sản phẩm Astro Balance này giúp cho người phụ nữ điều hòa kinh nguyệt nè, ngăn chặn lại những triệu chứng bệnh. Chẳng hạn như người Việt Nam của mình có rất là nhiều phụ nữ đó bị u nang u sơ, đó là một cái vấn đề nan giải mà người phụ nữ của chúng ta hằng được quan tâm đến. Đó là cái điều mà Bích Liên rất là vui xin đề giới thiệu đến quý vị Astro Balance. Mà Astro Balance này còn đi xa hơn nữa là ngăn được những cái bệnh cholesterol. Quý vị dùng sản phẩm này đó thì cholesterol xấu á thì nó hạ xuống thấp, rồi cholesterol tốt á thì nó nâng thêm cao để nó bồi bổ, tăng cường cái nội tạng sức khỏe của người phụ nữ chúng ta. Và quý vị nào mà bị động mạch trong cơ thể của mình, bị máu huyết không có đều mà động mạch của mình không tốt, nó cũng sẽ balance lại cho mình.
quý vị nên dùng Astro Ba Lăng thì quý vị sẽ thấy một trong những triệu chứng căn bản mà Bích Liên vừa giới thiệu đến quý vị, thì quý vị có đó thì quý vị nên dùng Astro Balance này để giúp ích cho sức khỏe của mình, mà giúp cho người bên cạnh của mình không phải khó chịu khi chúng ta có những triệu chứng xảy ra trong đời sống của mình. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta nên lưu ý, không chỉ cho những người tiền mãn kinh không, mà cho bất cứ một người phụ nữ nào, nếu trên đường đời sống của quý vị mà cái kinh nguyệt không có đều đó, đây là một sản phẩm mà quý vị cũng nên dùng, nên dùng để mang lại cái balance trong cơ thể của mình, cân bằng cái đời sống trong cơ thể nội tạng của mình, thì mình sẽ có cái đời sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, và có thể quý vị cảm thấy rằng quý vị yêu đời hơn hàng ngày. Đó là Bích Liên đã nghe nhiều khách hàng đã dùng qua trong thời gian qua, và khách hàng đã gọi vào chia sẻ cho Bích Liên rất là nhiều con số vượt bậc mà Bích Liên đã phân phối ra. Cho nên Bích Liên ngày hôm nay xin được trở lại giới thiệu riêng về sản phẩm Astro Balance này, để quý vị an tường hơn, quý vị tự tin hơn mà quý vị dùng nó cho giúp ích sức khỏe cho mình hàng ngày. Đây là bộ sản phẩm gọi là hoàn toàn dược thảo không hóa chất, được Bộ Y tế FDA approve và công nhận tại Hoa Kỳ, làm tại Mỹ thưa quý vị, rất là an toàn. Chính Bích Liên là một trong những nhân chứng mà dùng trong hơn một năm nay, và hiện tại Bích Liên vẫn dùng đến nó để giúp ích cho sức khỏe của mình. Cho nên Bích Liên rất vui được mang lại sức khỏe tốt cho người phụ nữ chúng ta. Cho nên Bích Liên rất là vui và hy vọng là quý vị là một trong những người đang theo dõi đài và quý vị dùng nó, và sau này Bích Liên cũng rất vui xin được quý vị chia sẻ với tất cả những người khách hàng khác hoặc là bạn bè, người thân của mình. Đây là một trong những sản phẩm mà người phụ nữ của chúng ta rất là cần thưa quý vị. Sản phẩm này đã có trên thị trường trong 15 đến 20 năm vừa qua, nhưng mà Bích Liên biết được và Bích Liên được nhà sản xuất cho độc quyền phân phối, cũng như được mang tên thương hiệu của mình là EV Princess Astro Balance. Quý vị thấy mà sản phẩm Astro Balance này nó khác hẳn với bộ sản phẩm về da. Trước đây thì Bích Liên không có cho cái hình ảnh của mình lên cái bộ sản phẩm về da. Tuy nhiên những thành phần dược thảo sau này, Bích Liên xin phép lưu ý đến tất cả quý vị, những sản phẩm mà hệ thống công ty EV Princess cho ra đời thì có hình của Bích Liên trên đó, để quý vị lưu ý là quý vị không mua nhầm hàng giả, quý vị quan tâm đến sức khỏe của quý vị thì tốt hơn, quý vị nên đến với tất cả những hệ thống công ty của Bích Liên Beauty Center và EV Princess thì quý vị mua đúng sản phẩm để giữ được và bảo vệ được sức khỏe của mình quý vị nhé. Trên cái hộp và trên cái lọ đều có hình của Bích Liên và đều có website và chi tiết, cho nên quý vị không có nhầm lẫn. Bích Liên tin chắc là người khác bán đó, người ta không tội gì để địa chỉ và tên hình ảnh của Bích Liên đâu. Tuy nhiên đây là một cái vấn đề Bích Liên quan tâm đến sức khỏe của quý vị, cho nên xin lưu ý là quý vị chỉ mua sản phẩm Astro Balance mang hình ảnh và những nhãn hiệu cũng như chi tiết của hệ thống công ty EV Princess và của Bích Liên. Đó là cái điều mà Bích Liên muốn lưu ý đến tất cả quý vị từ đầu. Bích Liên không cho tất cả những dược thảo từ đây ra đời sẽ không bán lan tràn trên thị trường như sản phẩm trước đây. Đó là cái điều mà Bích Liên xin phép cùng tất cả quý vị. Bộ Astro Balance này rất là đơn giản, quý vị dùng 2 viên ban ngày. Quý vị có thể dùng từ 2 đến 4 viên cho một ngày. Đối với Bích Liên thì Bích Liên dùng 2 viên buổi sáng, đó là đủ rồi. Có những quý vị dùng 1 viên buổi sáng và 1 viên buổi tối. Tuy nhiên Bích Liên thì rất là bận, thì Bích Liên có thể là đi ra ngoài nhiều không có tiện cho mình, thì Bích Liên dùng 2 viên buổi sáng. Một điều lưu ý nữa đó, khi mà quý vị đang dùng những loại thuốc chẳng hạn như thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Nam gì đó, thì quý vị vẫn dùng được Astro Balance, bởi vì đây là hoàn toàn dược thảo, nó không có kỵ bất cứ một sản phẩm nào. Đây là một sản phẩm có Bộ Y tế approve, có bảo hiểm cho quý vị, cho nên quý vị không phải nghe một trong những người nào đề cập đến sức khỏe hoặc là ngăn ngừa hoặc là có thể ảnh hưởng gì cả. Chỉ có ảnh hưởng sức khỏe tốt hơn, làm cho quý vị yêu đời hơn, khỏe hơn, trẻ trung hơn. Đó là cái điều mà Bích Liên xin phép bảo đảm đến quý vị. Nếu như quý vị dùng sản phẩm Astro Balance này từ 1 đến 2 tuần mà quý vị không thấy thay đổi, không giúp gì cho quý vị, Bích Liên xin hoàn tiền lại 100%. Cho nên an tâm, quý vị phải dùng nó để quý vị cảm thấy yêu đời hơn,
tại sao quý vị không dùng. Bích Liên không muốn quý vị dùng thử, bởi vì thuốc dược thảo là cho sức khỏe, dùng là phải có khỏe, dùng là phải hiệu quả. Cho nên Bích Liên xin phép quý vị hãy dùng đến Estro Balance để giúp cho quý vị có nhiều sức khỏe hơn, giúp cho quý vị yêu đời hơn, trẻ trung hơn, có nhiều ý nghĩa trong đời sống này hơn. Thưa quý vị, Bích Liên rất vinh dự được đại diện cho hệ thống công ty EP Princess giới thiệu đến quý vị sản phẩm Estro Balance dành cho phụ nữ, ngăn ngừa cái sự lão hóa, ngăn ngừa cái sự thay đổi ô nhiễm của trong cơ thể của mình mà chúng ta vô tình không biết được. Và thưa quý vị, giúp được những cái tì vết trên da, chẳng hạn như có những người trong nội tạng không có được tốt lắm thì có thể quý vị sinh ra những cái tàn nhang đồi mồi hoặc là những cái tì vết trên da của mình, đó cũng là một trong những triệu chứng trong cơ thể của mình thay đổi. Cho nên quý vị nên dùng Estro Balance để quân bình làn da, quân bình cơ thể của mình. Đặc biệt Bích Liên xin nhắn nhủ với tất cả những người khách hàng đã dùng qua EV Princess trong nhiều năm qua, nếu quý vị nào chẳng may có những tì vết vẫn còn li ti, quý vị hãy trở lại với hệ thống công ty EV Princess để quý vị mang về sản phẩm Estro Balance này để chúng ta giúp thêm trong cơ thể của mình, để chúng ta có sức khỏe tốt và làn da đẹp. Tuy nhiên sản phẩm Estro Balance này nó không có dứt khoát là những người tiền mãn kinh. Tuy nhiên những quý vị nào mà không có điều kinh hoặc là quý vị tuổi từ 40 trở lên, quý vị nên dùng sản phẩm Estro Balance này, hiệu quả 100%. Đó là cái điều mà Bích Liên đã nghe thấy trong nhiều năm qua khi sản phẩm này đã có mặt trên thị trường. Quý vị có thể vào website để quý vị biết thêm chi tiết. Có hai website, EV Princess Cosmetics và quý vị vào evbitlin.com, quý vị vào evbitlin.com và evprincesscosmetic.com. Quý vị có thể liên lạc với hệ thống công ty qua số điện thoại miễn phí là 1-800-918-3017, đó là số điện thoại tại Mỹ. Tại Việt Nam quý vị có thể gọi 093-271-1905, 093-271-1905, tòa lạc ở 35 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Đó là những chi tiết quý vị có thể tìm đến và quý vị biết những đại lý nào của hệ thống công ty để quý vị mua đúng hàng, hiệu quả, mang đến sức khỏe cho quý vị. Bích Liên xin chân thành cảm ơn sự theo dõi lắng nghe của quý vị trong chương trình Talk Show ngày hôm nay, đặc biệt là với sản phẩm Estro Balance của hệ thống công ty dược mỹ phẩm EP Princess. Chúc quý vị thật vui, an lành, may mắn, hạnh phúc trong đời sống của quý vị. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Estro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.